Yay! Hôm nay sẽ đi công viên Tachikawa để chụp ảnh. Với lại Nori. Xin chào. Chào. Chào mọi người. Một cái. Xin chào mọi người. Này, sao chị vừa đi? Xin chào mọi người nhé. Yay! いないね。はい、ノリプキさん。ノリはどろどろ。暑いですね。頑張ってね。この後はない？本当？せっちょばだい。はい、ノリ入って。コックの顔全然映ってないじゃん。舌だけ。疲れましたか、ノリ。疲れてない？そうね。中国人也是不太难耐。bây giờ khi sau khi yêu, trước yêu là như trước yêu nhá. 183. Konnichiwa. Konnichiwa.Xin chào mọi người, mình là Bắc. Năm nay 23 tuổi. Mình hiện tại đang làm nhiếp ảnh và du lịch tại Nhật Bản. Rất vui khi là làm quen mọi người. Hanan toko ikitai na. Yay, kanpai.映りますよ。ブブブブーブブブー上何買ったの？お、サイダー。サイダー。うん、この二人、この二人何食べますか？アイスクリームね。すっきり？すっきり？うん。あ、こっちか。これ焼肉に入れますね。で、ぽいもいぬい、おーい。わーお。Nori đang coi cái bức tượng. Coi cái gì coi dữ vậy.
kê. ちょうどまっすぐ取るところ。まっすぐだけ？はい、今まだ帰らないですよ。IKEA という IKEA 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 オロリさんの椅子見ます。おお。はい。うん。行くか。IKEA です。あ、はい、もう一回。IKEA です。今 IKEA の中です。普段を見てます。僕なんか行って。行かないです。なかなか出られない。うん。はい。立って。立ってと。よかったね。うん、はい、紹介して。ホットドッグとチキン。チキン食べます。IKEA の。うん。イエーイ。うん。về tới nhà rồi mọi người ơi. À, bây giờ đi tẩy trang xong rồi Nori đã nấu Nori đã nấu bữa tối từ hồi sáng rồi, bây giờ chị Hâm lên ăn thôi. Ê đây nè, Nori ê đây nè. Ồ, mấy xin tết. Ồ, ở phía đó gọi. Chân đất ta là. Kiểu nó có hàn đấy. Hai. はい、油があります。Để trong tủ lạnh sáng tới bây giờ. Ừ. Giờ sẽ quay cho mọi người xem cái bức tẩy trang của tôi luôn, đơn giản cực kỳ. Ok, trước khi mà tẩy trang thì mình phải tháo len và tháo bông tai, tháo phụ kiện và kẹp tóc lên để cho nó không có bị vướng víu. Chờ một chút. Khi mình tháo len rồi là mình không có nhìn rõ mọi người. Chút mình không rõ máy quay gì hết. Mình sẽ cần cái bông tẩy trang và cái gì ta, dầu tẩy trang. Thật ra cái này chỉ là dầu dành cho mắt kia là môi thôi. Phần này của mình nó cũng không, nó hình như là chỉ kem chống nắng thôi, cho nên mình dùng luôn, không phải dùng hai ba loại, nó phức tạp. Mình sẽ lắc đều. Bây giờ mình sẽ lau theo cái chiều này để nó ra hết kẽ mắt các thứ, thì mọi người thấy không? Mọi người nhìn nè. Sau kia mình tẩy một bên mắt rồi. Bên này vẫn còn yên nguyên nhưng bên này chưa tẩy. Mọi người nhìn đây. Đấy, nó ra hết rồi mọi người. Bây giờ sẽ làm tương tự với lại bên này. Đây là mọi người, sau khi mà tẩy xong thì đây. À đây, mình cho mọi người coi lại hai cái chắc là sáng quá mọi người có thể không thấy rõ. Đây. Tại vì mình dùng mascara, hôm nay mình dùng mascara màu nâu mọi người. Cho nên là ra nó cũng không có bị đen như những lần khác. Những lần khác dùng mascara màu đen thì nhìn nó nhiều hơn. Ok, bây giờ đi. Mình tẩy trang chỉ có nhiêu đây thôi. Đi rửa mặt xong skincare là xong rồi, rất là nhanh luôn.